Bách hợp tràng khang xua tan chứng bệnh dạ dày. Rượu bia nhiều, ăn uống không khoa học gây ảnh hưởng môi trường axit trong ruột và dạ dày, dẫn đến khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa bị suy giảm. Cuộc sống hiện đại gấp gáp kéo theo hàng loạt đồ ăn nhanh ra đời không đảm bảo vệ sinh đã và đang là nguyên nhân chính dẫn đến ngộ độc thức ăn và ảnh hưởng rất lớn đến dạ dày. Đừng lo, đã có Bách hợp tràng khang. Bách hợp tràng khang được tinh luyện từ những thảo dược hàng đầu về việc phục hồi và chữa trị các bệnh dạ dày như lá khôi, chè dây, khổ sâm, bồ công anh, bạch chuẩn, phục linh, bạch thược với nồng độ và hoạt tính cao đã và đang là một cuộc cách mạng mới về hỗ trợ và điều trị bệnh dạ dày. Sử dụng sản phẩm Bách hợp tràng khang sẽ là một quyết định đúng đắn để ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, viêm đại tràng cấp và mãn tính, rối loạn tiêu hóa do ngộ độc hoặc uống rượu bia quá nhiều. Viêm loét dạ dày tá tràng là một bệnh khá phổ biến, 5-10% dân số bị mắc căn bệnh này. Khoảng 26% bệnh nhân bị loét dạ dày tá tràng mà không hề có triệu chứng đau. Khoảng 30-40% có đau kiểu loét dạ dày tá tràng nhưng lại không tìm thấy ổ loét. Thuốc giảm đau có công dụng cắt đứt đường những cơn đau trong tức thời, nhưng chúng cũng là một trong những nguyên nhân khiến căn bệnh trầm trọng hơn. Ngoài ra bạn có thể gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn. Bách hợp tràng khang ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại có thể đưa được hàm lượng dược liệu vượt trội vào trong chế phẩm gấp khoảng 20 lần so với sản phẩm thông thường. Điều này đã được kiểm chứng và chứng minh như sau: với các sản phẩm thông thường, chè dây chỉ chiếm khoảng 200mg một gói, còn bách hợp tràng khang chứa tới 4000mg dược liệu một gói. Sản phẩm thông thường, lá khôi chỉ chiếm 50mg, còn bách hợp tràng khang chứa tới 1000mg một gói. Bạn sẽ thực sự tiết kiệm được thời gian, tiền bạc mà hiệu quả thì rất nhiều lần so với những sản phẩm đang bán trên thị trường. Bách hợp tràng khang 100% thảo dược, không chất kích thích, không tác dụng phụ. Bách hợp tràng khang đã và đang là cuộc cách mạng lớn trong công cuộc phòng và chữa trị bệnh dạ dày. Bách hợp tràng khang tuyệt đối an toàn, không có các tác dụng phụ như là chu miệng, kháng miệng, nhức đầu, buồn nôn và nôn, táo bón hoặc tiêu chảy. Có thể sử dụng lâu dài với tác dụng phòng ngừa và hạn chế tái phát của loét dạ dày tá tràng. Bào chế từ 100% các thảo dược thiên nhiên đã được công nhận và kiểm chứng theo dược điển, tài liệu chính thống và các công trình nghiên cứu khoa học về công dụng cũng như tính an toàn trong sử dụng. Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sản xuất trên dây chuyền sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 2008, 5S, GMP, WHO, tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt được thế giới công nhận và rất nhiều giải thưởng quý giá khác do người tiêu dùng bình chọn như tin và dùng, nhà cung cấp chất lượng Just Quality Supplier và chỉ số tín nhiệm quốc tế Just Brand, thương hiệu uy tín 2013, thương hiệu nổi tiếng ASEAN. Bách hợp tràng khang với 100% thảo dược cùng nồng độ hoạt tính cao gấp 20 lần so với sản phẩm cùng loại đang trở thành một sản phẩm không thể thiếu được với mỗi gia đình. Vâng, bách hợp tràng khang được tinh chế bằng dạng cốm có hương vị rất thơm ngon, đồ uống có thể thay trà để tiếp khách hàng ngày, có phải rất tiện lợi được không nào mọi người? Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 6603 và được tư vấn cũng như đưa ra phác đồ điều trị kịp thời nhất. Hoặc truy cập website www.vietminhthong.vn để biết thêm chi tiết. Mùa xuân vừa sang em ơi. Là một ca sĩ với tần suất biểu diễn gần như là dày đặc, tôi thường xuyên ăn và ngủ trên xe nhiều hơn là ở nhà. Và sau những lần đi biểu diễn xa như vậy, cùng với việc ăn uống thất thường, thì Quân cảm thấy mình có triệu chứng của việc rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt đó là thấy thường xuyên bị đau dạ dày sau khi ăn no và thấy chóng mặt buồn nôn sau khi ăn những thức ăn lạnh. Quân có tới bác sĩ khám và bác sĩ có nói với Quân rằng Quân đã bị viêm loét dạ dày tá tràng. Bác sĩ có khuyên Quân là không được diễn nhiều như trước đây nữa, cũng như là phải ăn uống hợp lý hơn, khoa học hơn. Và đặc biệt thì bác sĩ có khuyên Quân hãy sử dụng Bách hợp tràng khang. Bách hợp tràng khang được tinh luyện từ những thảo dược hàng đầu về việc phục hồi và chữa trị các bệnh dạ dày như lá khôi, chè dây, khổ sâm, bồ công anh, bạch chuẩn, phục linh, bạch thược với nồng độ và hoạt tính cao đã và đang là một cuộc cách mạng mới về hỗ trợ và điều trị bệnh dạ dày. Bách hợp tràng khang xua tan chứng bệnh dạ dày.